Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini tên là CT. Thì hôm nay là thứ sáu, ngày 4 tháng 10. Thì hôm nay vườn con còn một ít cây sam trái mà dạng thân tự nhiên á, rồi còn một ít cây sam trái mà dạng quấn thân. Nói chung là đa số là quấn thân dáng quái và tàn tự nhiên như thế này. Thì cây đang phát triển rất là tốt. Thì những cây sam núi trái này là toàn bộ là sam trái hết chứ không có sam bông nha cô chú anh chị. Nói chung là nhân giống từ sam trái. Có một số cây thì nó ra trái chậm, một số cây thì nó ra trái rồi như đầu clip của chú mình thấy. Thì những cây sam trái này đang xanh tươi rất là đẹp và cây thì thân của nó cỡ chiếc đũa. Và hiện tại là được cắt tỉa phơm tàn tròn tròn cơ bản thì về cô chú mình cắt tỉa và nuôi dưỡng hoặc là uốn éo đồ thêm. Thì những cây sam trái này thì hiện tại đang được trồng trong chậu C5 cho nên cô chú mình về ghép tiểu cảnh để vô mấy cái chậu tiểu cảnh nhỏ nhỏ rất là dễ, mình không có cần cắt cái bầu nhiều. Và những cây sam trái này thì phát triển rất là tốt cho nên cô chú mình về thì có thể là thay hai chậu liền được luôn đó. Thì hiện tại là những cây sam trái này bên vườn đang giao lưu với giá là 45.000 một cây. Thì cô chú mình lấy 5 cây là 225.000 là sẽ được bao phí vận chuyển cho nên cô chú mình không có cần trả tiền ship ha. Còn cô chú mình lấy 2 cây hoặc là 3 cây thì tiền ship là 30.000 đó. Còn lấy 5 cây thì con đã trả tiền ship rồi cho nên cô chú mình không có cần trả, là 5 cây thì giá 225.000 đó. Ưng thì alo vườn con. Thì sam núi trái này ngoài ra con còn cái dạng phôi hiện tại con giao lưu giá 70.000 một phôi, cái phôi nó bự lắm, cô chú mình kết nối Zalo rồi con gửi hình cho coi ha, chỉ 70.000 thôi. Nói chung là tùy theo cây thì theo giá nha, chứ không phải mà bán cái cây nhỏ xíu mà giá nó cao đâu, tại vì ép ở trong chậu nhỏ trồng lâu lắm, cái dạng phôi nó bự hơn ngón tay cái nữa, giá có 70, cô chú mình cứ kết nối Zalo ha. Đó, ơn cái nào thì liên hệ vườn con nha, cảm ơn cô chú mình đã xem.